Và kính thưa quý vị, cũng như mọi năm, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những tác phẩm ca tụng các anh lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tình yêu riêng mà hiến dâng đời mình cho núi sông. Và đặc biệt hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị những khuôn mặt mới, tươi trẻ, dễ thương, những tiếng hát mới của gia đình Hải Quân. Xin quý vị vui lòng ở lại với chúng tôi cho tới lúc cuối. Và để bây giờ, xin bắt đầu chương trình văn nghệ với tác phẩm Hải Quân Hạnh Phúc Tiếng Sông Vân Đồn. Vân Đồn ngày xưa với tiếng reo hoài hùng của đàn
chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, ca khúc Thật Xác Thật Trả Lại Cho Dân là một sáng tác Quốc Nam ở Việt Nam, là lời kêu gọi Cộng sản Việt Nam hãy trả lại nhân quyền cho Việt Nam, trả lại cho chúng ta quyền tự do làm người, trả lại cho cư dân tôi nghề trải lưới, trả lại cho con em tôi được đến lớp. Ca khúc của toàn dân Việt Nam này sẽ được gửi đến quý vị qua những tiếng hát cây nhà lá vườn của Hải quân với đồng phục áo dài cờ vàng thương thương của nước Việt Nam Cộng Hòa. Và để tiếp tục chương trình, xin được gửi đến quý vị một ca khúc mang nặng tình yêu quê hương, tổ quốc của anh lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, tác
phẩm Lời Tình Viết Vội của tác giả Trần Thiện Thân với giọng hát thật đặc sắc của nam ca sĩ Bá Hảo. Xin một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Người luôn chờ mong.
sao rơi trên biển, nhạc và đời của tác giả Nguyễn Vũ, nói lên tâm trạng của những người lính thủy trong thời chiến tranh chống cộng sản, như lúc nào cũng nhớ đến người yêu bé nhỏ đang chờ đợi nơi quê nhà. Lên lên đài cao chiến hạm, anh nhìn vì sao nhắc nhớ tên em. Thank you.
Mai con về quê ngoài xưa để mẹ
đây con đường xưa còn đó, tóc đều vương gió ru. Bần hành nên chắc khó thân nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc mềm còn có hôm hương cỏ mây, để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lúc tôi ra đi, dầm đứa anh nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương lai. Để tôi còn có cái gì giả thêm chậm lên một bài nữa được không? Từ dạo xa nhau, anh đi vào hung ngủ gian lao, tìa đau biến khô sông trời cao, yêu buồn đại đi không ngang sao, chờ nghe nguyện nhớ nhung về người em gái nhỏ thành đô. Em ơi đau thương từng đêm nhắc nhở, vì chính chiến mãi chưa tàn. Nguyện cho đất mẹ yên vui trong giấc ngủ an lành. Tiên đồn xa xăm, yêu thương này dâng trọn cho em. Bà nào chính y anh chưa về vì nước quên rồi. Giờ đây hậu em thiên nhiên, nguyện cầu cho anh đi bình yên, chờ anh đón những anh về. Phân thế kỷ thank you.
1993, ông di cư sang Hoa Kỳ và mất năm 2005. Ông ra đi để lại cho chúng ta một kho tàng nhạc rất là quý giá. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một tác phẩm thật nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Biến Mạng, một tác phẩm gần như kể về cuộc đời nhạc sĩ của ông. Xin mời chị Huệ với ca khúc Biến Mạng và xin chân thành cảm ơn chị.
Trường Sơn, ôm mắt tình thương nước trà sông Thank you.
Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, Thùy Hương xin được giới thiệu đến quý vị một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nhật Ngân, một nhạc sĩ nổi tiếng với những tác phẩm như Xuân này con không về, hay là Anh giải phóng tôi, hay Tôi giải phóng anh. Và bây giờ xin một tràng vỗ tay thật to cho nam ca nhạc sĩ Ngọc Lâm, một người rất được rất nhiều người ái mộ. Xin một tràng vỗ tay thật lớn cho anh Ngọc Lâm qua ca khúc Một mai giả từ vũ khí. Chao!
rất là vui vì được hân hạnh giới thiệu đến quý vị hai giọng hát mới nhưng đầy triển vọng của gia đình Hải Quân sẽ đến với quý vị qua một ca khúc mà tác giả Anh Thi đã viết riêng cho các anh lính thủy thủ Việt Nam Cộng Hòa. Một ca khúc với những câu nói quen thuộc như Em ơi giận hờn xinh như hoa sóng tan trong đại dương. Và kính thưa quý vị, không giới thiệu dài dòng nữa, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Thùy Ngân và Thùy Linh qua ca khúc Hoa Biển với nhạc điệu cha cha cha. Và theo lời yêu cầu của hai ca sĩ, xin mời quý vị vui lòng ra sàn cỏ với điệu cha cha cha. Xin chân thành cảm ơn.
để tiếp tục chương trình cũng là một nữ ca sĩ mới thật dễ thương. Và để Thế Hương xin thân ái giới thiệu đến quý vị một giọng hát thật truyền cảm, con nhà nòi từ Long An. Xin một chàng vỗ tay thật lớn để chào đón Vân qua ca khúc thật quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Trăng Tàn Trên Hà Phố. Xin một chàng vỗ tay thật lớn để chào đón Vân. Cảm ơn bà chị Vân. Thank you.
Việt Nam bị Trung Quốc xâm chiếm các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, tàn sát cư dân Việt Nam và uổng ức hơn là sự nhu nhược của quân Cộng sản Việt Nam bao nước. Nhạc sĩ Việt Khang đã thay mặt chúng ta mà viết ra ca khúc Việt Nam tôi đâu và đã bị Cộng sản Việt Nam cầm tù chỉ vì anh là một người thanh niên Việt Nam yêu nước. Kính thưa quý vị, ca khúc Việt Nam tôi đâu đã được chúng tôi trình bày nhiều lần nhưng vẫn chưa đủ thưa quý vị, vì Trung Cộng vẫn còn đang tiếp tục hoành hành trên quê hương thân yêu của chúng ta. Và đây một lần nữa, chúng tôi sẽ được trân trọng gửi đến quý vị ca khúc Việt Nam tôi đâu để quý vị đừng bao giờ quên sự tàn bạo của Trung Cộng với dân ta và nhất là thô bỉ hành động bán nước của Cộng sản Việt Nam. Ca khúc đặc biệt này sẽ được gửi đến quý vị qua giọng hát thân ấm của chị Tuyết, hậu duệ Hoài Quân đến từ Đức. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chị Tuyết. Tiếp tục chương trình xin giới thiệu một ca khúc mới khác.
nữ ca sĩ Thùy Liên với ca khúc Hoa Xoan Bên Thềm Cũ, nhạc và lời tác giả Tuyết Minh. Xin một chàng pháo tay thật lớn để chào đón nữ ca sĩ Thùy Liên.
lòng về quê, nhằm vào lời của ca nhạc sĩ Duy Khánh, nói lên sự hy sinh của những người con trai Việt trong thời chiến tranh, sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của anh Hoàng Huy. Thank you.
con người yêu đến biển, hồn nương sóng bay theo. Những câu thật dễ thương của những người yêu đến thủy Việt Nam Cộng Hòa. Sau đây, chị Yến Ngọc và Thủy Hương sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Thoáng Giấc Mơ Qua, nhạc và lời của tác giả Nguyễn Vũ. Thank you.
trầm trầm thiên khi tàu đeo trên biển đó đang vắng bóng à. Hoa đầy hoa diêm bao yêu diêm đẹp tựa trong say xưa. Yeah.
giấc mơ vàng là khi em thấy nhiều ước mơ. Anh xin trời đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho lệ quen bờ người ấy. Nếu biết xuân không xa thì giấc mơ chỉ nhiều, một khi anh đã sống vậy xa chi bao cánh ngang sao này. Giây phút biệt ly chưa để tâm hồn tràn câu lưu luyến, anh hứa đem về mùa xuân bất tận nở trên má môi em. Nhưng xin em đừng quên chiều nào súng vang về trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng cuộc sống cho đời và cho đôi lứa đẹp ước mơ. Trong những ngày dài anh cánh xa em, hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều trong lúc tạm xa, và trong đêm vắng em chợt giấc mơ vàng là khi em thấy nhiều ước mơ. Anh xin trời đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho lệ hoen bờ mình người ấy. Nếu biết xuân không xa thì dám mơ chi nhiều, một khi anh đã xuống xa chi bao cánh ngang sao này. Giây phút biệt ly chưa để tâm hồn tràn câu lưu luyến, anh hứa đem về mùa xuân bất tận nở trên má vui em. Nhưng xin em đừng quên chiều nào súng vang trong giấc ngủ say là khi anh đã dẫn cuộc sống cho đời và cho thank you.
khí. Xin giới thiệu đến quý vị một ca khúc disco Trăng Thề, nhạc và lời của tác giả Khánh Băng, qua tiếng hát thật điêu luyện của sự trở lại của nữ danh ca Yến Ngô. Chiến trường lửa đỏ, và sau đây xin mời sự trở lại của chị Huệ với ca khúc Những
đốt mắt Hỏa Châu, nhạc và lời của nhạc sĩ Hàm Châu. Ôi đẹp cảm sao, màu hồng.
là ai yêu thương. Xin chân thành cảm ơn chị Huệ thật nhiều. Xin cảm ơn chị. Dạ, thưa quý vị, những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ. Đâu có ai sung sướng khi phải rời xa quê hương đất tổ, phải không quý vị? Nhưng chúng ta đã phải đành tâm ra đi vì không chấp nhận chế độ độc tài và độc ác của Cộng sản Việt Nam. Tuy xa đó, nhưng không một ai trong chúng ta không mong một ngày được trở về một quê hương Việt Nam tự do, no ấm, độc lập và nhân quyền. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tác phẩm Quê Hương Bỏ Lại, nhạc và lời của tác giả Tô Huyền Vân với sự trở lại của nam danh ca Bá Hảo. Quê hương thôi thật thật cùng xa.
đời nhớ Việt. Rất là hay, xin cảm ơn Thảo rất là nhiều. Cảm ơn Thảo. Kính thưa quý vị, ca khúc mà Thùy Hương nghĩ rằng tất cả chúng ta rất yêu thích vì lời hát và giai điệu. Ca khúc nói đến sự hy sinh của những người lính trẻ ở Việt Nam Cộng Hòa đã liệt oanh ngã xuống để tất cả chúng ta đều tiếc thương. Và bây giờ xin hân hạnh được giới thiệu sự trở lại của nữ ca sĩ Vân cùng với Thùy Hương sẽ cùng song ca ca khúc Nó và Tôi của hai tác giả Song Ngọc và Vọng Châu. Chị mời Vân. Sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó đêm đang chiều đêm nhập ngũ, thấy thương nhau nhiều quá. Nó buồn mà tôi đừng thả hoan chi vì
cho người thành phố sau lưng, môi ngọt rượu nồng, giày xô tôi đi hàng trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chốn quân thù ngày đêm có mặt. Không một lời cảm ơn nào có thể nói đến sự hy sinh cao cả của tất cả an ninh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Xin giới thiệu đến quý vị ca khúc Thành phố sau lưng với những lời mang đầy tính chất yêu nước của các an ninh Việt Nam Cộng Hòa, một tác phẩm của nhạc sĩ Hàn Châu với sự trở lại của nam ca sĩ Hoàng Huy. Thank you.
Kính thưa quý vị, một giọng hát mà đang được mong đợi thật là nhiều. Và xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh Quang Trung. Và Thị Hương sẽ hát bài Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương của nhạc sĩ Minh Kỳ. Ca khúc rất dễ thương, nói về những cuộc tình của các lính Việt Nam Cộng Hòa trong thời chinh chiến. Xin mời anh Quang Trung. Mình gọi tên nhau, nhớ nhau.
Chương trình văn nghệ của ngày đại lễ Quý Nhật thứ 716 Đức Trần Hưng Đạo Thánh Tổ Hải Quân xin gửi đến quý vị một ca khúc Truyết Thật Dực, tình yêu thủy thủ với một tiếng hát không cần giới thiệu nhiều. Và bây giờ xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự trở lại của nam ca nhạc sĩ Ngọc Lâm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị năm sau. Xin chân thành cảm ơn.